Mến chào quý vị, hôm nay mình làm bánh bông lan kem cuộn cà phê. Nguyên liệu sử dụng cho phần đế bánh bông lan thì gồm có 80 g bột mì đa dụng, 80 g đường cát, một gói đường vani, 4 cái trứng gà xem mờ, 1 cái lòng đỏ trứng gà, 10 g bột ca cao, nửa muỗng cà phê bột nở. Trước hết là mình đánh 4 cái trứng gà cộng với 1 cái lòng đỏ trứng gà. Mình đánh trong vòng 1 phút, tốc độ lớn nhất. Sau khi đã đánh được 1 phút thì mình cho đường vani vào. Rồi mình cho từ từ đường cát vào, mình đánh khoảng 3 đến 4 phút nữa. Trong khi mình chờ đánh trứng thì mình trộn bột mì, bột nở và bột ca cao trộn đều nhau. Trứng đã đánh xong rồi thì mình cho bột qua một cái rây. Rồi mình rây cho nó mịn. Xong rồi mình để vào cái máy, mình tiếp tục mình đánh với tốc độ nhỏ nhất, chỉ để cho bột với lại trứng nó trộn đều với nhau. Mình đánh cỡ chừng 1 phút thôi. Mình không có đánh ở tốc độ lớn. Nếu mà các bạn đánh với tốc độ lớn thì cái trứng nó sẽ bị hỏng. Rồi khi mình nướng á, thì nó không có nở được. Mình sử dụng cái khuôn nướng đường kính là 30 x 40 cm. Mình đổ cho nó vài giọt nước xung quanh cái khuôn nè. Xong rồi mình lót giấy lên thì giấy nó sẽ không có chạy được. Rồi mình đổ bột vào khuôn. Mình dàn bột ra cái mặt phẳng cho nó thật là đều. Và nó có độ cao phải bằng nhau ở tất cả mọi vị trí. Rồi đem bánh bỏ vào ngăn chính giữa của lò nướng. Mình nướng với nhiệt độ 200 độ C. Lửa trên lửa dưới, nướng 10 phút. Ở đây mình trải một miếng giấy nướng lên trên một mặt phẳng, xong rồi mình rắc đường bột lên trên cái giấy này. Bánh sau khi mình đã nướng xong thì mình lật ngược cái mặt của nó để xuống cái mặt đường bột nè. Rồi mình tháo giấy ra. Rồi mình lấy khăn mình đậy lại để giữ ẩm cho cái bánh và để cho nó nguội. Nguyên liệu cho phần kem thì mình sử dụng 400 g kem sữa tươi, 40 g đường bột, 4 lá gelatin trắng, một gói cà phê hòa tan. Gói cà phê hòa tan có trọng lượng 25 g, dùng cho một tách cà phê đó quý vị. Gelatin mình ngâm nước lạnh 5 phút cho nó mềm.
Mình hòa tan cà phê với 4 muỗng canh nước sôi. Gelatin vắt ráo nước cho vào cà phê và khuấy cho gelatin tan đều ra. Mình đánh kem sữa tươi. Mình cho từ từ đường bột vào đánh chung với kem sữa tươi. Kem mình đánh cỡ được 3 phút thì mình tắt máy. Mình lấy 2 muỗng canh kem hòa với lại gelatin cà phê. Rồi mình bật máy lên và đổ cái phần gelatin cà phê này từ từ vào trong kem để đánh chung với lại kem. Mình tiếp tục mình đánh cho kem nó thật là bông. Bánh đã nguội rồi, mình lấy khăn ra. Rồi mình đổ hết cái phần kem cà phê vừa đánh lên trên bánh bông lan. Sau khi đã trải kem cho đều rồi thì mình cuộn bánh lại. Đây là cái bánh sau khi mình đã rút giấy ra và cắt đầu cắt đuôi để cho mọi người nhìn thấy ở phía trong. Còn đây là mẫu bánh nhỏ mình cắt ra cho mọi người xem. Ở đây mình vừa cuộn, mình vừa rút giấy rồi cắt liền cho nên là cái kem nó chưa bỏ tủ lạnh, chưa có đông cứng lại. Do vậy nhìn thấy có vẻ nó còn ướt nha. Mọi người nên bỏ tủ lạnh khoảng 3 giờ rồi hãy lấy ra cắt nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem, like, chia sẻ và đăng ký kênh. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.